Đây, xin chào các bác nhá. Đây này, thì em vẫn phải tăng ca cho các bác đây. Thời tiết thì cứ buổi sáng là nắng, buổi đêm lại mưa. Thời tiết giống y thời tiết miền Nam các bạn. Nhưng cũng rất là may các bác rất là tin tưởng. Cũng còn đặt hàng nhiều thì nhà em cũng vẫn phải tiếp tục làm các bác nhá. Đêm hôm thì thợ cũng vẫn phải lọ mọ. Đấy các bác ạ. Đấy, đêm hôm vẫn phải lọ mọ này. Làm để đủ hàng cho các bác, gửi cho các bác. Các bác tin tưởng thì em cứ làm thôi các bác nhá. Điều hòa nói chung năm nay giá cả thì cũng rất là hợp lý. Vào trung tâm điểm mùa nóng thì giá thì vẫn không lên, vẫn giữ yên cái giá bình thường thôi các bạn. Rất dễ chịu để cho các bác lựa chọn những cái mẫu điều hòa thông thường, mẫu hòa cao cấp. Đấy, điều hòa thông thường như em bây giờ chỉ có giá 4,5 triệu, 4,5 triệu, 4,4 triệu, 4,3 triệu, tầm như vậy. 28 thì hơn 5 triệu, giá rất hợp lý các bác nhá. Các bác cần inbox chưa? Đấy, cảm ơn các bác. Đấy, thợ thì vẫn tăng ca, hàng thì vẫn phải xuất đi cho các bác ạ. Còn rất là đánh đống dây như này, còn mấy chục quan các bác đặt nữa cơ, chưa xong các bác nhá. Đấy, các bác nhá. Ok, cảm ơn các bác nhá, chúc các bác buổi tối thật vui vẻ các bác nhá.